quay trở lại với chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao vòng 2. Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, thiếu cái này thì sẽ bù cái kia. Ngôi mình không dày, mình không giữ được bút đúng không? Thì bây giờ chắc chắn chương phải hoạt động được. Chúng ta sẽ đeo cái cặp chương bịch này, đội cái mũ bảo hiểm có một cái thùng để đựng. Các bạn đội lên, sao các bạn đá, các bạn hứng trên đầu của mình. Đội nào của chúng ta hứng được nhiều hơn là đội đó sẽ ghi được điểm. Xin mời thành viên đầu tiên bước ra đây. 3, 2, 1, bắt đầu. Anh nam cố lên. Cố lên anh, cố lên. Mình phải làm sao đây? Cố lên. Cố lên Nam ơi. Hết giờ. Rồi chúng ta đếm của Bùi Công Nam nè. 1, 2, 3, 4. Rồi của Lâm Minh Hải nè. 1, 2, 3, 4, 5. Hơn nhau một cái rồi. Và thưa quý vị, một lần nữa chúc mừng cho đội các bạn trẻ lâu được 80 điểm. Đội mới trẻ của Thôi khỏi, khỏi nói điểm đi anh. Đội mới trẻ chưa có điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt thi đấu thứ hai. Xin mời Thái Trinh và Vũ Thảo My. Phần thi của hai cô gái duy nhất trong hai đội. 3, 2, mấy cầm ca, một, cầm lên, bắt đầu. Không sao, mình tỉnh. Bình tĩnh. Rồi bỏ luôn, lấy cái khác. Tiếp luôn. Tương lai mình đi về đâu hả anh? Chết rồi. Tiếp tục. Xem được. Rồi, tiếp em. Lượm vô Dương ơi, lượm vô. Thả lỏng chân ra đừng có gồng chân. Đúng rồi, đá kiểu đó được rồi, tiếp đi. Làm sao để hứng được ta? Đá phía trước nè. Bình tĩnh thôi. Đưa đâu vô. Em xin lỗi. Hết giờ. Rồi để chính xác coi được bao nhiêu cái. Không có một gì hết nha quý vị. Không có một cái nào. Rồi bây giờ chúng ta qua đây đi coi coi. Cuối cùng thì đã có được một con cá bóng. Chúc mừng em. Tuyệt vời. Cảm ơn. Và như vậy, đội mới trẻ lần đầu tiên ghi được 20 điểm danh dự cho mình. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ sẽ là lượt thi đấu cuối cùng của hai bạn nam. Bước ra đây. Thưa quý vị, thể theo lời yêu cầu của Bùi Công Nam, Bùi Công Nam cho rằng thi cái này dễ hơn là đội của mình sút và người còn lại sẽ hứng. Đồng ý chiều luôn. Chúng tôi xin mời Bùi Công Nam ra đây sẽ là người mang chương dịch. Rồi. Xin mời Hải ra đây mang chương dịch. Ủa phải mang chương dịch hả? Đúng rồi. Chơi tại rồi. Vì em phải sút mà. Rồi. Bạn mình hứng. Khó hơn á. Hãy cùng đến với phần thi của cả hai đội để xem coi liệu Bùi Công Nam nói có đúng hay không. Chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên. Em đi. Em đếm rồi, đếm rồi. Cẩn thận ngã nha, cẩn thận bé. Anh đã cao em hứng cho. Đây. Em nằm xuống. Coi cái này làm sợ cái gì rồi. Gần được rồi, tốt rồi Dương. Tốt rồi Dương. Hay quá. Hay quá. Thôi cứ đá thấp anh trời. 3, 2, 1, hết giờ. Anh thấy chưa? Không có một cái con nào cho thấy. Em, coi bên đây nè, nhiều dễ sợ nè. Qua đây đến một cái là hết sang chấn tâm lý liền nè. 1, 2, 3, 4, 5. Thấy chưa? Là ảo giác. Ảo giác rồi. Thưa quý vị, một lần nữa, đúng như dự đoán, đội này đang có sự vươn lên mạnh mẽ. Các bạn được cộng 20 điểm nữa, xin được chúc mừng đội mới trẻ. Các bạn có 40 điểm. Mời quý vị sẽ cùng đến với vòng 3, vòng quyết định của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao.